hoặc diễu binh diễu hành. Bắt đầu. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa các vị đại biểu, khách quý, kính thưa đồng bào chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế đang hướng về lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Trong không khí tưng bừng của ngày chiến thắng, trong sân Tù hội về đây kỷ niệm 100 sự hào hùng của dân tộc, đội hình diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm trọng thể hôm nay tái hiện khí thế hào hùng của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy trăm châu, chấn động địa cầu, thể hiện khí phách, sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng, cổ vũ động viên toàn đảng toàn dân và toàn quân ta giữ vững bản chất cách mạng, phát huy truyền thống dân tộc anh hùng, tinh thần quyết chiến quyết thắng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, hăng hái thi đua lao động sản xuất, đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Lực lượng lục quân đã lập nên những chiến công hiển hách, từ khoai thác
Nam được soi luyện phát triển ngày càng lớn mạnh, chiến đấu chiến thắng vẻ vang, lập nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt xuất sắc, đã nòng cốt quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trên lục địa, xây đắp nên truyền thống chiến đấu anh dũng, khi sáng tạo làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng, được đảng nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam với vẻ bản Nam Châu, đồng nghiệp quốc tế.
những nhiệm vụ mang tính chất quyết định trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chiến sĩ đặc công với truyền thống đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn, bộ đội đặc công đã làm cho quân cù kinh hồn bạt vía, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi của các cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. Ngày nay bộ đội đặc công ra sức rèn luyện, nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, xứng đáng với truyền thống đơn vị hai lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Vào lễ đài là khối chiến sĩ đặc nhiệm quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là lực lượng được tuyển chọn đặc biệt, huấn luyện, rèn luyện đặc biệt để thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt. Phát huy những chiến công vẻ vang của tình báo quốc phòng Việt Nam, chiến sĩ đặc nhiệm luôn mài sắc ý chí, ngày đêm luyện rèn, tinh thông nghiệp vụ, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa quý vị đại biểu, khách quý,
kính thưa toàn thể nhân dân trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế, ôn lại quá khứ hào hùng để chúng ta đi tới tương lai tươi đẹp. Nhìn lại chặng đường chiến đấu và chiến thắng oanh liệt của cách mạng Việt Nam nói chung, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ nói riêng, chúng ta vô cùng xúc động, tự hào, tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thành kính biết ơn hàng triệu con người đã ngã xuống, hàng triệu người đã hy sinh một phần máu thịt, dâng hiến tuổi xuân cho Tổ quốc, cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam có ngày hôm nay. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là minh chứng sắt đá khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đối với cách mạng nước ta, là biểu tượng của sức mạnh Việt Nam trong sự trở hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, khẳng định chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do, tiếp tục khoe sáng con đường chúng ta đi. Di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những cống hiến hy sinh cho cách mạng Việt Nam của các thế hệ đi trước. Từ về đang tiến vào lễ đài trên quân kỳ quyết chiến quyết thắng tung bay, lấp lánh tấm huân chương cao quý mà Đảng nhà nước trao tặng. Đáng với truyền thống quân đội ta chung với Đảng hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng. Trải qua 80 năm xây dựng chiến đấu chiến thắng, quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành lớn mạnh, cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, nằm cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Khối nữ quân nhạc Việt Nam cùng với những âm thanh hùng tráng ngân vang đang tiến vào lễ đài. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, những âm thanh hào hùng của các chiến sĩ nước nhà đã góp phần cổ vũ, động viên, thúc giục toàn quân ta hăng hái mọi kẻ thù. Ngày nay những âm thanh hùng tráng đó đang cổ vũ toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đang tiến vào lễ đài là khối chiến sĩ Điện Biên, chiến sĩ anh hùng đồng nung lửa sắt, 56 ngày trên những vách núi phủ hầm, mưa dầm gấm vắt, máu trộn bùn lông, cán không ngủ, chí không mòn. Với các đại đoàn 308 quân Liên Hồng, đại đoàn 312 chiến thắng, đại đoàn 306 quân Long, đại đoàn 304 Vinh Quang, đại đoàn công pháo 31 và trung đoàn pháo tất cả 307, có phần là liên minh chiến sĩ Điện Biên Phủ, nòng cốt xây dựng quân đoàn chủ lực. Khối sĩ
biểu anh hùng là anh hùng trí tuệ Việt Nam, xứng đáng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đang tiến vào lễ đài của lực lượng quân nhân dân trong bất cứ năm năm qua, chúng tôi cũng từ chính phủ đảng Chúa, anh là quân hoàng đế, 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 quân hoàng đ
bám sân, bám ấp, đánh giặc mọi lúc mọi nơi, góp phần cùng với quân và dân cả nước làm một nước trong lòng người dân. Đang tìm bảo đồ
tình yêu, xây dựng của chúng ta đang hoa hơn, to đẹp hơn. Đang lý khỏi đài là hội của Hồ Chí Minh Việt Nam. Đồng thành của dân tộc sẽ đến một đời tin đấu tranh cách mạng. Hồ Chí Minh Việt Nam đã có những năm tháng chiến đấu oanh liệt, lập nên chiến công hiển hách, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, phát huy bản chất của đội quân Hồ. Tham gia xây dựng đảng, chính quyền, lao động sản xuất, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, nuôi dạy con cháu thành đạt, động viên, giúp đỡ đồng đội, là lực lượng chính trị tin cậy của đảng, nhà nước và nhân dân cũng xứng đáng với tám chữ vàng: trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ trí thức nước ta không ngừng lớn mạnh.
kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế, ôn lại quá khứ hào hùng để chúng ta đi tới tương lai tươi đẹp, nhìn lại chặng đường chiến đấu và chiến thắng oanh liệt của cách mạng Việt Nam nói chung, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ nói riêng, chúng ta vô cùng xúc động, tự hào tưởng nhớ chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thành kính biết ơn hàng triệu người con đất nước đã ngã xuống, hàng triệu người đã hy sinh một phần máu thịt, dâng hiến tuổi xuân cho tổ quốc, cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam có ngày hôm nay. Chiến thắng Điện Biên Phủ là minh chứng sắt đá khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đối với cách mạng nước ta, là biểu tượng của sức mạnh Việt Nam trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, khẳng định chân lý không có gì hơn độc lập tự do, tiếp tục soi sáng con đường chúng ta. Di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những công hiến hy sinh cho cách mạng Việt Nam của các thế hệ đi trước là hành trang, niềm tự hào, là động lực để mỗi người Việt Nam hôm nay tin tưởng vào mục tiêu, con đường mà Đảng, Bác Hồ.
người chiến đấu, công cụ chiến đấu, bất cứ nhiệm kỳ của người chiến sản xuất bảo vệ sự trẻ của đội ngũ nhân dân, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch điện biên phủ và các cuộc chiến tranh giải phóng đất nước, bảo vệ tổ quốc. Lực lượng an ninh nhân dân được đã đưa ra
phẩm dân tộc, thống nhất đất nước, công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thank you.
quyền cảnh sát nhân dân kính báo cáo các thủ trưởng. Thì cái màn biểu diễn chống hội của đoàn nghệ thuật chống hội Bộ Công an sẽ là màn biểu diễn cuối cùng trong buổi lễ meeting kỷ niệm 75 chiến thắng Điện Biên Phủ. Thì cũng đề nghị bộ phận âm thanh khi cái phần we'll be right back.
chói lọi vầng vàng của lịch sử để đất nước nở hoa độc lập hồn vinh hạnh phúc. Trong không khí tưng bừng của ngày chiến thắng, non sông cầu hộ kỷ niệm kỷ niệm một trang sử hào hùng của dân tộc, đội hình diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm trọng thể hôm nay tái hiện khí thế hào hùng của chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, thể hiện khí phách sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng, cổ vũ động viên toàn đảng toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống dân tộc anh hùng, tinh thần quyết chiến quyết thắng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các khối nghị trường và đội hình diễu binh diễu hành đang tiến vào lễ đài. Đi đầu là quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc huy được đặt trên biểu tượng rồng thiên vươn mình bay lên, thể hiện ý chí khát vọng của dân tộc Việt Nam. 54 trai tài gái giỏi hộ tống tượng trưng cho khối đại đoàn kết vững bền của 54 dân tộc anh em, sức mạnh vô địch được hôn đúc qua hàng ngàn năm dùng nước và dựng nước kết tinh thành sức mạnh thần kỳ của quân và dân ta, đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Phát huy tinh thần đó, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đang chung sức đồng lòng vững bước tiến lên trên con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Nhiệt liệt chào mừng khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc đang tiến vào lễ đài. Những lá cờ tung bay trước gió tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng, bản lĩnh trí tuệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được khơi nguồn bồi đắp từ lịch sử, bùng cháy cho hôm nay và tỏa sáng đến mai sau. Đó là cội nguồn, là sức mạnh để toàn Đảng toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhiệt chào đón chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đang tiến vào lễ đài. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người cha kính thương của lực lượng vũ trang nhân dân, người đã mở đường chỉ lối và trực tiếp lãnh đạo quốc gia Việt Nam từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong đó có chiến thắng Điện Biên Phủ. Bác đã đi xa, nhưng thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của người mãi mãi tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến lên những tầm cao mới, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Đang tiến vào lễ đài là xe mô hình chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là một trong những trang sử băng vàng, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, đã thổi bùng ngọn lửa đấu tranh giải phóng dân tộc, mở đầu cho sự phan phạm không thể cứu vãn của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. Nhiệt liệt chào mừng khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc đang tiến vào lễ đài. Những lá cờ tung bay trước gió tượng trưng cho lý tưởng, niềm tin chiến thắng, bản lĩnh trí tuệ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được khơi nguồn bồi đắp từ lịch sử, bùng cháy cho hôm nay và tỏa sáng đến mai sau. Đó là cội nguồn, là sức mạnh để toàn Đảng toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đang tiến vào lễ đài. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người sáng lập lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người cha kính yêu của lực lượng vũ trang nhân dân, người đã mở đường chỉ lối và trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, trong đó có chiến thắng Điện Biên Phủ. Bác đã đi xa, nhưng thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của người mãi mãi tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến lên những tầm cao mới, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Đang tiến vào lễ đài là xe mô hình chiến thắng Điện Biên Phủ.
Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là một trong những trang sử băng vàng, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, đã thổi bùng ngọn lửa đấu tranh giải phóng dân tộc, mở đường cho sự tan nát không thể cứu vãn chủ nghĩa anh hùng cách mạng trên phạm vi toàn thế giới. Hào khí Điện Biên Phủ luôn đồng hành cùng dân tộc Việt Nam ta trên con đường đi tới tương lai. Trên quân kỳ quyết chiến quyết thắng tung bay, lấp lánh tấm huân chương cao quý mà Đảng nhà nước trao tặng, xứng đáng với truyền thống quân đội ta chung với Đảng hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng. Trải qua 8 năm xây dựng để chiến đấu chiến thắng, quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng trưởng thành lớn mạnh, cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lập công lập thể trong chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ đội quân đã bắn rơi 62 máy bay Pháp,
thường được đảng, nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiệt liệt chào mừng khối nữ sĩ quan quân y đã vinh tiến vào lễ đài. Cùng với đội ngũ thầy thuốc quân y, các nữ sĩ quan quân y luôn có mặt tại những nơi khó khăn gian khổ, khắc nghiệt nhất, vừa chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần điều trị các bệnh binh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe của đội và nhân dân, góp phần vào thắng lợi của chiến dịch điện biên phủ và ngày thắng mùa xuân năm 1975. Đội ngũ sĩ quan quân y luôn tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, phấn đấu rèn luyện theo phương châm sáng về ý đức, sâu về ý lý, tỏi về kỷ luật, xứng đáng với lời Bác Hồ dạy. Khối lực lượng phát triển không gian mạng đã tiến vào lễ đài. Ra đời trong thời kỳ khoa học công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, lực lượng phát triển không gian mạng Quân đội Nhân dân Việt Nam không ngừng phát triển lớn mạnh, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các ban, bộ, ngành và địa phương đấu tranh với các thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ vũ khí quốc gia trên không gian mạng, bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống trọng điểm quốc gia, các tổ bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa. Đang tiến vào lễ đài là khối nữ lực lượng gìn giữ hòa bình của quân đội nhân dân Việt Nam. Hành trình người nữ xây dựng trở thành các lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam luôn hoàn thiện sâu sắc từ tổ quốc đại đoàn, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Khẳng định Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, để lại nhiều ấn tượng tình cảm tốt đẹp với đất nước, con người Việt Nam với bề bạn thân thương, đồng nghiệp quốc tế và người dân địa phương. Khối chiến sĩ lục quân, lực lượng nòng cốt của quân đội nhân dân Việt Nam đang tiến vào lễ đài. Ra đời trong phong trào cách mạng sục sôi, lực lượng lục quân không ngừng lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc, vô tri sáng tạo, chịu lực gian khổ, hy sinh, nằm vững trong các trận đánh then chốt quyết định, góp phần to lớn trong các chiến dịch quan trọng, lớn lên nhiều chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Đã tiến vào lễ đài là khối chiến sĩ đặc công với truyền thống đã biến tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, lương trí áo bào, trách nhiệm thắng lớn, bộ đội đặc công đã làm cho quân ngũ kiên cường mạnh mẽ, đóng góp xứng đáng và thắng lợi trong các cuộc đấu tranh thống nhất đất nước. Ngày nay bộ đội đặc công ra sức rèn luyện, nâng cao trình độ về chiến thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, xứng đáng với truyền thống đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hồ cơ truyền thống của lực lượng công an nhân dân, được đảng và bác hồ chăm lo giáo dục rèn luyện, được nhân dân tin yêu giúp đỡ, lực lượng công an nhân dân mưu trí sáng tạo, lập tan mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch phản động, bảo vệ tuyệt đối an toàn trung ương đảng và các cơ quan đầu não của ta, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch điện biên phủ. Trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu trưởng thành, lực lượng công an nhân dân ngày càng lớn mạnh, cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, xứng đáng là các bảo vệ sắc bén, bảo vệ nhân dân, bảo vệ đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhiều tin quá. Bốn nam sĩ quan cảnh sát nhân dân đang tiến vào lễ đài, là lực lượng trực tiếp chiến đấu trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát nhân dân chiến đấu dũng cảm, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, viết nên truyền thống cảnh sát Việt Nam mưu trí dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, vinh dự được đảng, nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng, huân chương Hồ Chí Minh, nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đang đi vào lễ đài là buổi tư sĩ quan cảnh sát giao thông từ những ngày đầu tháng tám và cuộc cách mạng chống dịch chung góp các đội công an nhảy đường khối nam sĩ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang tiến vào lễ đài. Trải qua gần 63 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, chiến đấu hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên trận tuyến chiến đấu đầy cam go với giặc lửa, bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, vinh dự được đảng, nhà nước trao tặng huân chương Hồ Chí Minh, huân chương Độc lập, huân chương Quân công. Đang tiến vào lễ đài là buổi nam sĩ quan cảnh sát cơ động ra đời trong thời kỳ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đang ở giai đoạn quyết liệt. Cảnh sát cơ động là lực lượng vũ trang chiến đấu tập trung, có tinh thần cơ động rất cao, luôn có mặt ở các địa đồng phức tạp về an ninh trật tự, phối hợp với lực lượng kịp thời giải quyết các tình huống đột xuất phức tạp, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, hội nghị, sự kiện quan trọng, sự đặt là quả đất xét quân sự công an nhân dân. Khối nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm phát huy truyền thống vì nước quên thân, vì dân phục vụ, nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm luôn vượt mọi khó khăn gian khổ, huấn luyện giỏi, nghiệp vụ tốt, kỷ luật nghiêm, trình độ tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, hy sinh vì nền an ninh trật tự của tổ quốc, đã tham gia nhiều chuyên án đấu tranh trấn áp tội phạm, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh là những tốt đồng nhất tin tưởng mạnh mẽ nhất trong sự hoa của lực lượng công an nhân dân. Buổi nam chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm đang đi vào lễ đài, lực lượng đặc biệt tự vệ sẵn sàng chiến đấu cho cơ động nhân để đấu tranh ngăn chặn cho các nhiều người các loại tội phạm khủng bố, tụ tập bắt cóc con tin, truy bắt các đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm. Cảnh sát đặc nhiệm luôn nêu cao tinh thần dũng cảm,
tiến vào lễ đài là khối cảnh sát cơ động kỵ binh. Mặc dù mới được thành lập, song cảnh sát cơ động kỵ binh đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, mau chóng trưởng thành, tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, diễu hành tại các thành phố, điểm du lịch, sự kiện quan trọng của đất nước, sự kiện mang tầm quốc tế, đã mang đến những cảm giác thân thiện, an bình, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam và lực lượng công an nhân dân, trong nhân dân và bạn bè quốc tế. Thank you.